Vậy là sau hơn 50 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, thì sáng ngày hôm nay 28 tháng 1, Việt Nam công bố phát hiện hai ổ dịch lớn tại Chí Linh, Hải Dương và cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Điều đáng nói, ngay sau đó, 82 ca mắc mới được phát hiện tại hai ổ dịch này. Tuy nhiên, các ca bệnh sẽ tiếp tục tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn, thời gian cách ly sẽ được nâng lên 21 ngày. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp trực tuyến phòng chống dịch COVID-19 tổ chức tại Hà Nội vào chiều nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định Chí Linh, Hải Dương là ổ dịch lớn nhất được phát hiện từ trước đến nay. Chỉ trong một ngày, 82 ca bệnh đã được phát hiện. Thủ tướng cũng ra quyết định phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, quyết liệt truy vết để khoanh vùng dịch. Ngành chức năng dự đoán số ca sẽ tiếp tục tăng trong một vài ngày tới, nên người dân cần phải cẩn trọng phòng chống dịch nhưng cũng không quá hoang mang. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành nâng mức cảnh báo lên một bậc, đồng thời kêu gọi người dân thực hiện tốt quy định phòng dịch, tuân thủ việc giãn cách, đeo khẩu trang nơi công cộng. Các địa phương tuyệt đối giữ an toàn cho hệ thống y tế, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Đấy mọi người ạ, đấy. Ui, mình vừa nghe thấy thông tin. Mọi người đã biết thông tin này chưa? Mình vừa nghe thấy thông tin phát là mình phải đấy luôn, chuẩn bị cho ấy. Nghe là thông tin thông báo của nhà nước, Thủ tướng Chính phủ phát là mình phải tự thân mình bảo vệ mình đấy. Mình tự bảo vệ mình bằng cách lựa chọn mình sẽ chuyển ra đây. Đó. Mình sẽ tự bảo vệ bản thân mình và sẽ chuyển ra đây. Thế nên ở cách ly luôn. Ở... Đấy. Mình sẽ tự bảo vệ bản thân mình trước, còn đâu là tôi có thông báo sau là mình mọi người. Đó. Mọi người nếu mà không tự bảo vệ bản thân được như mình thì hãy đeo ra đường đeo khẩu trang này. Hạn chế tiếp xúc chỗ đông người này. Đấy. Bận cùng lắm thì hãy ra đường đấy thôi nhá. Còn đâu nếu những người rảnh như mình đấy, những người suốt ngày lang thang như mình thì tốt nhất hãy ở nhà và hãy ở như thế. Còn đâu mình từ nay mình sẽ ở đây luôn. Mọi người nhớ chủ động phòng tránh theo các chỉ dẫn của Bộ Y tế và nhà nước đưa ra nhá. Ok, mọi người cùng đón xem và hướng theo sự chỉ đạo của nhà nước nhá. Ok. Còn bây giờ mình đi chuẩn bị chỗ ngủ đây, không tối đến nơi rồi. Chuẩn bị đi ngủ và kiếm cái gì ăn đã. Mệt lắm. À quên mất. Mình đi vội quá nên à. Đấy. Chuẩn bị là một cái miếng cái này là miếng gì? Rát giường này. Một miếng rát giường này, một cái màn này. Một cái gối này, một cái chăn này. Đấy, đồ đạc này, son rồi ở đây. Còn ba lô. Quần áo và dụng cụ này. Nước cơm. Ok.
coi như đây là một chuyến ấy đi nhỉ, chuyến thử thách của bản thân mình. Lần này mình sẽ thử thách gọi là vừa đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người, về mình vừa thử thách cái thử thách gọi là mình tự sinh tồn nha, xem là thử thách của hay là bản thân mình sẽ đạt đến đâu trong cái thời kỳ là nhê. Việt Nam cố lên, đẩy lùi Covid, ok.